Đây rồi. Ngạc nhiên không? Anh tới tận đây tìm có chuyện gì? Vợ mày có nhà không? Gọi nó ra đây. Có chuyện gì anh nói chuyện cho đàng hoàng. Tao đến đây để cảnh cáo mày. Mày có vợ rồi còn đi dụ dỗ vợ người khác. Mày ngon ngọt với nó để bây giờ nó khinh tao như mẹ. Được. Thế bây giờ tao cũng cho vợ mày khinh mày như mẹ luôn. Cô gì vợ đồng thành khốn nạn đây. Này, anh đừng có ăn nó hồ đồ nhá. Hồ đồ à? Huệ thừa nhận việc mày qua đêm với nó rồi. Cái gì? Việc qua đêm nào?